Tại bản thân Vũ á, Vũ á là nó đánh vợ thường xuyên. Dạ, Minh Nguyễn thân chào hết tất cả mọi người nha. Thì hiện tại Minh Nguyễn đang có mặt tại nhà trọ của Vũ Anh, cha của hai đứa bé sinh đôi, có mẹ, có người mẹ bỏ đi, đến nay thì cũng chưa thấy về. Thì thời gian vừa qua thì các video clip chia sẻ lên thì cũng thu hút được rất là nhiều những cái sự quan tâm, nhất là các mạnh thường quân cũng đã gửi những cái món quà cũng như là tiền bạc để giúp đỡ cho cha của hai đứa bé có cái kinh phí mà để mà chăm sóc cho hai bé nhỏ trong cái thời gian này. Thì sáng hôm nay mình cũng có nhận được một cái thông tin từ chồng trước của vợ Vũ Anh. Thì cái thông tin này không biết thực hư như thế nào, thì mời mọi người tiến sâu vào cái clip để theo dõi, để đưa ra những cái ý kiến bình luận ở dưới cái video. Rồi xin mời mọi người theo dõi video ạ. Tại bản thân Vũ á, Vũ á là nó quýnh vợ thường xuyên. Tại vì em là chồng lớn em biết. Còn quýnh vợ mấy vợ bỏ đi ba lần rồi. Quýnh vợ mới bỏ đi chứ nghĩ sao mà người phụ nữ nào mà hai đứa con nhỏ bỏ đi vậy? Đúng không? Có gì trục trặc với anh, còn anh đăng cái kiểu mà trên Facebook á, trên YouTube anh đăng cho đó lại em không chịu lấy tiền mà con mà cho người dân thì em chịu. Em mới nói vậy. Mình ở đâu? Thì kêu ba đứa bé, ba của người bé gặp em chị. Mình ở đâu anh? Em ở Vĩnh Lộc B anh. Vĩnh Lộc B đó. Cái nào em nói thiệt là thiệt, còn nó làm nó là đúng. Anh còn đăng trên bản phay là không đúng. Tại vì ba hai đứa bé là con của vợ đó anh thiệt, mà cái là anh đăng á là thằng Vũ Anh á không quýnh vợ quýnh con. Mà quýnh vợ nó mới bỏ đi. Ủa một người phụ nữ nào mà đang ở chồng vui vẻ mà tự nhiên bỏ đi đúng không anh? Thì phải có cái chuyện gì anh mới biết, thì anh đăng cái bài viết anh nó sai rồi, lấy tiền của bà con anh cho nó là sai rồi sao anh? Bây giờ có cách nào gặp mẹ bé không để em nói chuyện với mẹ bé thì em vẫn liên lạc gặp được. Con gái là anh đăng bài viết với anh nhiều cái á, trên cộng đồng mạng á, thì em không chịu với đó. Em mới nóng á, mới gọi số điện thoại lên cho anh điện cho em á. Tại vì một người mẹ mới điện cho em mới biết mẹ nó là bị chồng đánh, mới đi mới gọi đi 2-3 lần như vậy rồi em biết mà. 3 lần như vậy mới điện cho em nhờ em hỗ trợ cho tiền đi xa, đi xe đi xăng đàng hoàng. Tại em chồng lớn à, em đâu phải phải biết, cũng mình không còn tình thì cũng còn nghĩa. Đúng không anh? Tại vì chồng nó quýnh quá trời mà không nghĩ sao mà không đi được. Quýnh mấy lần rồi mấy lần. Xuống đang nghĩ bà vợ cũng nói. Bà vợ nói mày không quýnh nữa là tao về, còn quýnh hoài tao không cho về. Thì nói đâu chứ còn sao, về đặt nhỏ cái thương luôn. Cần nghe lấy giấy thương tích ra cho anh coi luôn không? Chụp gửi qua cho anh luôn. Chụp gửi qua em đi. Chứ cái đó là anh thiệt, cái nào là anh thiệt. Anh kết bạn cho luôn số này của em đi, rồi cái gì em gửi anh cho là em đi làm á. Ok vậy nha. Cái này là cái số điện thoại của ai vậy em? Chồng cũ nó á. Chồng cũ nó đánh nó nhập viện có giấy thương tích, em đưa lên phường 14. Ở vô đây ngồi đây anh hỏi xíu. Nó nói mà nó nói lật lòng luôn. Đâu bây giờ lại nó lại nói em đánh vợ. Cái giấy thương tích đó là nó đánh, nó là chồng cũ vợ. Em là người đưa lên bờ công an quận phường 14 quận 6 mà anh. Có thể mấy anh cùng em có thể lên trên phường 14 quận 6 hỏi công an ở trên. Phải cái giấy đơ đó em đưa vợ em lên đó là kiện nó. Thì bây giờ cái số điện thoại đó là em xác nhận là chồng cũ của vợ em hả? Dạ, em có nè, em có mới đưa cho anh con. Bỏ đi thuốc xuống nha em, bỏ thuốc. Này, khi này lúc sáng đây chồng cũ gọi, nữa là em đánh vợ em. Số nó mới gọi nè. Câu chuyện là như thế nào đây Vũ Anh? Nó ghét em lắm, nó lật lọng á anh. Giờ có thể anh cùng em lên trên công an phường 14 quận 6 để xác nhận mình. Gặp anh công an bên phường 14 để xác minh là có phải là nó từng đánh vợ em nhập viện, giấy thương tích. Và em với vợ em cùng lên đó là đối kiện nó. Tức là em thì khẳng định là chồng cũ của vợ em là đánh vợ em. Vào cái thời điểm nào? Vào cuối năm 2020 anh. Nhưng mà khi mà cuộc gọi vừa rồi á, thì chồng cũ của vợ em á, thì lại nói là em đánh vợ em. Và có giấy thương tích luôn thì như thế nào? Giấy thương tích đó là giấy có giấy thương tích là của thằng chồng vợ cũ vợ em đánh.
Em là người chở vợ em đi vô bệnh viện quận 6 khám, và là người chở lên công an phường 14 để làm đơn kiện nó. Nhưng mà chồng cũ của vợ em á, đừng hút em. À, chồng cũ của vợ em á là hiện tại bây giờ là ly hôn vợ của em chưa? Rồi, cái này là rồi. Rồi đúng không? Dạ. Chấm dứt rồi phải không? Dạ. Nhưng mà lý do là sao mà chồng cũ của vợ em nói như vậy ta? Thằng này nó ghét em lắm từ xưa đến giờ. Bà mà bây giờ chồng cũ em, chồng cũ của vợ em biết vợ em ở đâu á? Nó không biết. Em được người ta cho hay rồi. Biết không? Biết. Người ta không có nói là địa chỉ. Người ta nói bây giờ á, tại vì nó thấy khổ quá, nó đi thời gian rồi nó về. Đừng có kiếm nó. Để nó đi thời gian khoai khỏa nó về. Tại vì có cái chuyện gì thì cũng phải về để mà gặp, để mà nói một lời để biết như thế nào. Chứ bây giờ nói như vậy thì cũng có một chiều thôi. Bây giờ mấy anh muốn xác minh thì em với mấy anh lên công an phường 14, quận 6. Tại vì em là người dẫn vợ em lên đó để kiện nó mà. Thì giờ anh muốn bây giờ đi, bây giờ anh cần xác nhận, xác nhận lại cái nè. Em cứ nói thật đi, là trước khi giờ em đi em có đánh vợ em không? Không. Nhưng mà thì vợ chồng thì vậy thôi. Thì những gì em chia sẻ nó đã vậy. Trước khi đi thì chỉ cãi thôi, nó không đánh. Dạ. Thì anh chỉ xác nhận gì để anh biết thôi, chứ còn mà chuyện đi xác minh hay không thì hoặc là người ta có phản đối thế nào thì tụi anh chỉ giúp hai đứa bé thôi, chứ anh hoàn toàn anh không giúp em. Dạ thì đúng rồi, giúp hai đứa con em thôi chứ. Thì anh từ đầu bây giờ anh đến đây á, thì chỉ giúp hai đứa bé có sữa uống thôi, chứ dạ. Anh hoàn toàn anh không chưa có lần nào để nói là cho tiền em để em đi ăn uống gì ha. Dạ đúng rồi. Anh chỉ cho tiền để mua dụng cụ quần áo hay là sữa tã cho đứa bé thôi. Cô chú anh chị cũng hiểu nha, tại vấn đề này á, là mình chỉ giúp hai đứa bé thôi, chứ ba đứa bé thì vẫn còn đi làm được. Tại cái thời gian này là ba bé là không có đi làm được, lý do là ở nhà trông hai bé nên cái kinh tế nó bị khó khăn. Thì mấy anh em tới đây để giúp cái đoạn thời gian ngắn để cho tinh cái kinh tế ổn định, cái sữa sùng này kia cho hai đứa bé nó có để nó uống trong thời gian khoảng chừng vài tháng nữa, để cho đủ cái ngày tháng để gửi nhà trẻ rồi ba cháu đi làm lại. Cô chú anh chị trên cộng đồng mạng á, thì khi mà xem cái clip mẹ của em có nhờ YouTube qua để quay chia sẻ hoàn cảnh của em á, thì thấy thương cho hai đứa bé, giúp là giúp cho em trong cái lúc ngặt, để cho em sau này cố gắng lên để mà tự chăm sóc cho hai đứa bé. Còn bây giờ ví dụ như mà bây giờ vợ em bỏ đi thì bây giờ cũng không biết là có về hay không. Đó, nhưng mà cái điều bây giờ là em phải cố gắng, đúng không? Em thì cũng lớn rồi, em cũng biết suy nghĩ rồi, thì cũng lo chăm sóc cho nó, sau này cũng Mạnh Thường Quân người ta cũng giúp cho mình một lúc nào thôi. Dạ, chứ cũng thật sự là cũng không có quan tâm về cái chuyện quá khứ hay gì đó. Dạ. Nhưng mà nếu như mà em ví dụ như mà có cái vấn đề mà như vậy á, đánh vợ con như vậy á, thì cái điều đó là tuyệt đối là không nên nha em. Dạ thì anh có thể đi xác minh với tụi em cũng được, tại vì từ ở dưới phòng trọ ở dưới cho tới khi về đến đây là hai vợ chồng em lúc nào ở cũng ở với nhau, chưa bao giờ mà em đánh vợ em phải nhập viện. Chỉ có nó, thằng chồng cũ là vừa mới gọi cho mấy anh đó, là người ta có thể xác minh và công an ở dưới cũng có thể xác minh. Là công an quận mấy em? Dạ, quận 6, phường 14, quận 6. Có thể anh tới tìm công an phường 14, ở đó là công an anh Tuấn Anh, công an phường 14, xác minh cho. Cái này thì anh nghĩ xác minh thì cũng chưa cần mấy đâu. Dạ. Vậy anh, bọn anh và cộng đồng mạng họ đang cần cái sự chân thành của em, sự chân thành của em để mà giúp hai đứa bé sinh đôi á. Thì có hai đứa bé sinh đôi nói rõ là sự thật, em nó cũng nói rồi. Ngày hôm qua cũng có ba Zalo mà người ta chỉ dùng Zalo ảo, ta nhắn cho em biết vậy là vậy. Em nói là thấy khổ quá, đi làm về cũng đồ đủ lo sữa tã hai nhỏ thiếu lên thiếu xuống,
nên cũng hơi chán nản nên bỏ đi một thời gian cũng sẽ về thôi. Người ta nói em vậy. Bây giờ thì như vậy nè, thì theo anh nghĩ là những cái clip vừa qua thì vợ của em cũng có xem qua những cái clip á, yeah. Thì qua những clip này là hy vọng là vợ của em là tên là Kim Loan đúng không? Yeah. Thì dù cho có gì đi chăng nữa thì tụi anh cũng không có biết, nhưng mà bây giờ là cần vợ của em để quay về đây để thứ nhất là lo cho con, yeah. Thứ hai là có cái chuyện gì đó thì nó cũng có thể giải quyết được, đúng không? Không có cái gì là bế tắc hết, đúng không? Quan trọng là mình đối mặt với nhau, gặp nhau để mình nói cùng nhau để mà biết. Thứ nhất là lo giấy tờ cho con em nữa, đúng không? Mà ví dụ như là mẹ có hai đứa bé là em lo nè, có xem được những clip á thì không muốn liên hệ gì với Vũ Anh á thì cứ liên hệ trực tiếp với mấy anh nè, thì mấy anh có hướng giải quyết để giúp đỡ cho em. Thứ nhất là để cho hai mẹ con gần nhau, hai đó là giờ bà con người ta cũng thương, người ta giúp đỡ cho cái phần sữa rồi, giờ về đây thì vợ chồng đó, giữ con cái đi làm kiếm tiền thêm chứ Mạnh Thường Quân đâu có giúp hoài được. Liên hệ một trong những anh em ai cũng được hết, không nhất thiết là phải liên hệ với Vũ Anh, liên hệ với doanh nghiệp vận bên báo nè, hàng được nè. Đúng rồi, thì nói chung ra thì nãy cái nghe cái thông tin đó là người chồng cũ là nói như vậy thì thật sự là cũng nghe một chiều thôi, yeah. Thì em cũng phản bác lại những cái lời nói đó, yeah. Thì bây giờ cái điều quan trọng nhất bây giờ nè thì rất là mong là vợ của em quay về đây để mà có gì thì cũng nói lời, yeah. Còn con cái mình nữa, đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ mình không thương chồng của mình thì mình cũng phải thương con của mình, đúng không em? Dạ. Thì có gì mình nói. Dạ. Còn cái chuyện em đánh vợ hay không hay chồng cũ đánh vợ hay không, dạ. Thì cái đó là chuyện của người lớn thôi. Dạ. Thì cộng đồng mạng họ cũng muốn biết được cái sự thật, dạ. Là như thế nào mà vợ bỏ đi thôi. Dạ, dạ. Chứ còn thương cái chuyện thương hai đứa bé là họ thương thì họ cài trợ để cho nuôi hai đứa bé cho nó cần câu. Dạ. Một cái cần câu đầu tiên để bên em là vực dậy được cái cuộc sống. Đó, cuộc, yeah. Sống nuôi hai bé, yeah. Còn... Thì qua cái clip này em có nói cái điều gì không để vợ em về không? Nếu mà em nghe được cái này nha vợ, thì em cũng hãy gọi cho mấy anh để xác minh rõ sự thật rằng cái điều những điều mà thằng Long nó vừa chia sẻ cho mấy anh đây bà con biết, nó ra từng đánh em như thế nào, nhập viện như thế nào mà giờ nó lật lọng, nó đổ ngược lại cho anh. Nếu mà em còn nhờ có nghe thấy á thì em hãy gọi xác minh để cho mọi người biết điều này là đối sự thật hay không. Dạ, em mong em hãy quay về sớm với anh với con. Nói chung là tụi anh đến để quay, thứ nhất là thấy hai đứa bé, dạ. Một mình em nuôi trong thời gian này cũng thấy rất là thương. Còn tụi anh thì rất là ghét những cái vấn đề mà bạo hành trong gia đình, dạ. Đó, nếu như mà có hay không, nếu mà có thì tuyệt đối là không nên nha em, yeah. Đó, dù gì vợ của mình đó, mình không thể nào mà làm như vậy được. Thì bây giờ cái điều cần thiết là quan trọng là bây giờ em Loan là vợ của Vũ Anh lại sớm quay ra đây, tại vì mới vừa nghe cái thông tin đó, thì cũng chưa biết là như thế nào, chỉ nghe một chiều thôi đó, thì em về đây đi rồi có gì mình nói một lời để mà biết, chứ bây giờ em bỏ đi bây giờ là cũng hai mấy ngày phải không em, mười mấy, hai mươi ngày. Ừ, đó thì anh nói gì thôi. À, anh em có hỏi gì không? Rồi thì hy vọng là vợ sẽ về đây để mà xác thực cái, dạ. Sự thực là vợ em đánh vợ hay là chồng trước đánh vợ, thì vợ, dạ. Em sẽ về nói sự thật như thế nào. Dạ. Còn đây là chuyện của người lớn thì anh bên anh thì quay hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ thôi. Đó là chuyện mà. Ừ, anh cũng không muốn đi sâu vào gia đình thôi, nói chung là quay thì chỉ quay tạm thời giúp đỡ cho mấy đứa con của em nó có sữa sùng này kia rồi, như vừa qua thì Mạnh Thường Quân cũng giúp em một số tiền để mua một chiếc xe để có phương tiện để đi làm, chứ không phải là giúp cho bản thân em lo gì, giúp là giúp trong hai đứa bé trong cái lúc ngặt thôi đó. Hôm qua là không ngủ ngon, anh em mày đi kiếm mẹ về rồi không thấy, tối đến thức.
nó thức tới sáng giờ. Dạ. À, nghe Hồ đi tìm mẹ cái là bé nó không ngủ. Có thì gặp những cái clip em coi mấy cái clip này thì về đây, ví dụ như giờ em không dám về thì tụi anh sẵn sàng đi tới nơi địa chỉ của em để đón em về, thì về cùng với tụi anh tới đây thì cũng an tâm hơn, nó không có gì mà sợ hết trơn á. Chiều mình lỡ đi rồi giờ mình về để mình nuôi con thôi, còn sự thật phía sau đó thì sao thì anh không biết, còn phía trước đó thì sao thì bỏ qua hết đi, về sau thì cuộc sống thì hai vợ chồng lo làm với chăm sóc hai đứa cháu nè. Ôi bữa chậm cưng gà đây quý vị ạ, cái cuộc sống của Vũ Anh và bà nội Dương cũng đang ở trọ mấy chục năm rồi quý vị, cũng có nhà nhưng mà không hiểu sao là nhà lại bán đi rồi, mà bây giờ Vũ Anh và bà nội con cháu gì đều ở trọ. Này là bé Anh hả Vũ Anh? Ken à? Thôi mấy cái chuyện đó thì thôi bỏ qua đi, có gì đó thì vợ của Vũ Anh thì nên quay về đi, quay về để mình lo cho hai đứa nhỏ đi, còn mấy cái chuyện đó thì mình cũng chưa rõ. Em cũng kết thúc cái đoạn này ở đây, quý vị đừng quên cái cưng nghe không, mẹ về mừng không Ken á, Ken à, mẹ về mừng không? Ôi kêu Ken à, cái nước nó nhìn kìa. Ken ơi, Ken à, dễ thương nghe không? Ken đang làm gì đó? Hả? Mấy nay uống sữa ngon không? Hả? Ồ, nó trả lời đó. Ở đây nó nhiều chuyện rồi nè. Ken à, mẹ về kìa. Mẹ về kìa, mừng không? Mừng cười đi. Mừng không? Thì cưng gà nó cười không? Ừ, sao? Hả? Hả? Biết tôi không? Biết tôi không? Mà cười mà nói chuyện á. Hả? Ờ, biết ha. Chào á. Đập. Chào đó. Đập ướt đi con. Ê. Ngoan nhiều. Mê. Ừ, gán uống sữa cho mau lớn nha. Ha. Ê, uống sữa cho mau lớn. Ha. Sao con? Hả? Mấy nay chú Nghiệp không có ghé thăm phải không? Hả không? Chú Nghiệp bận đi quay chỗ khác rồi, đi quay hoàn cảnh khác rồi, không có ghé bữa nay, sáng nay chú Nghiệp mới ghé nè. Ha. Ồ, nó nhướng kìa. Ê, em đâu, Tiger đâu, hả, qua đi quay ở chỗ khác đấy, người ta nhắn tin hỏi, ủa nay không quay hai thùng bia nữa hả, hả, dễ chịu ghê không hả, bia cái gì, hả, uống sữa không mà bia gì mà bia, hả, nắm tay lấy hên nữa rồi, ha, chúng ta lấy hai nữa rồi, cưng ghê không? Yeah. Mọi người thấy không? Sao á? Thương. Hả con? Sao á con? Kia nọ. Kia ơi. Su ai đây? Tôi tối ngủ với ba với nội, tối ngủ với nội. Tiger ngủ với em hả? À. Dạ. Ken hiền quá bắt về bển. Lúc đầu bắt đầu bắt Tiger tưởng Tiger hiền, theo Tiger quậy bỏ trả về Tiger lại. Vậy đó ha. Bé em là hiếu động hơn phải không em? Dạ. Thường vậy á. Chị hoặc là anh gì á, sinh đôi á, ấy nó nhà đây, nhà ở ngoài à,
Kìm ăn vô đã nhả ra. Ăn dặm mày hả? Ăn dặm mày hả? Ghé ăn như mày lớn ha. Mình xin tạm thời khép video ở đây ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại những cái bình luận, những cái ý kiến và like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất ạ. Mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.